Rồi em chào anh em ha. Hôm nay em lên một con hu hàng sưu tầm nha anh em. Hàng phải nói là siêu vip nha. Cái đề hu 61 nha anh em. Công suất nó bằng thằng 365 nha anh em, xài chung bích tông với thằng 365 luôn nha. Xài chung bích tông nha. Mà con này là hàng xịn của Thụy Điển, chỉ sản xuất bên Thụy Điển thôi nha anh em. Chạy khỏi phải bàn luôn. Cái đề này nó 61 nó có đề mu thấp chứ mu cao nha anh em. Cái đề mu cao như thế này là chạy rất là ngon nha. Tại đề mu cao là tay bằng nhựa hết nha anh em. Để bút thấp thì nhầm khi nó tay nhựa, nhầm khi nó tay nhôm ha. Con này là full đẹp. Anh em soi kỹ nha. Anh em coi mặt tiền của nó nè. Quá xuất sắc không nè. Gin chưa rung chạm, chưa đụng một con ốc nha nè. Vô vọng là gin toàn mẫu hết ha. Này em nó này Uena 61 in sợi qua đành nè. Này nó bị bể miếng tí nị nghe cái thanh gió này nè. Anh em cũng thấy ha, không ảnh hưởng gì tới cái máy hết ha. Rồi để em tránh hỏi em nói cho anh em nghe. Rồi bên up lam anh em, tem mát là còn nguyên ha. Có mẻ đây 1 tiếng à, mà chỗ này không quan trọng gì đâu anh em. Hai ốc lam nè, mát in sway đành nè. Rồi cây lam thì 56 nha anh em. Anh em con này chạy có thể 58 nha. Anh em nào cần liên hệ ha. Rồi để em tránh nổ em nói ha. Con này là hàng sưu tầm, hàng siêu phẩm ha, hàng cực kỳ quý nha anh em. Rất là lâu rồi mới về đựng con mà hàng đúng đẹp như vậy ha, đúng đẹp mà đúng hại luôn. Rồi ok, đem test nổi em nói ha. Con 64cc nổ anti nè anh em. Rồi con này em bán với giá là 4.800.000 anh em, gần 5 triệu con máy này ha. Con này nếu mà giá thật sự giá bên Nhật anh em đi mua cái giá tại bên bển ha, khẳng định là không dưới 30 triệu anh em, không dưới 30 triệu tiền Việt mình đâu. Nhưng mà hàng bãi về đã sử dụng bên Nhật rồi, con này ghi 100%, em bảo hành động cơ cho anh em là 6 tháng nha. Con này anh em chạy kỹ xăng nhớt đi là ít nhất xài cũng được 5-10 năm là bình thường anh em, đi khai thác tẹt ga luôn. Nó công suất nó bằng 365 nha anh em. Đồ phụ tùng nó rẻ, rất là rẻ luôn ha. Rẻ là lý do tại sao em giải thích cho anh em nghe luôn. Là phụ tùng đó là những cái dòng tháo máy ra ở miền Nam thì tháo tùng bãi ra rất là nhiều luôn. Cái dòng này tháo ra rất là nhiều. Phụ tùng mới vẫn có nha anh em, nhưng mà nó không chất lượng ha. Phụ tùng mới thì nó chỉ sản xuất tại Đài Loan thôi, chứ không được của Thụy Điển nha. Còn anh em nào mà xài con này nha, sau này mà muốn mua phụ tùng mà để thay thế thì alo em, bao rẻ. Còn anh em muốn mua phụ tùng mới thì đặt hàng Đài Loan về. Em thì phụ tùng mới có đủ rồi, phụ tùng bãi có đủ rồi anh em. Anh em yên tâm ha. Con này 4.8 triệu nha anh em.